Dạ rồi, Hãy Thú Rô Sài Gòn kính chào anh em. Chúc anh em làm một cái bao cover. Tiếp tục cập bến nữa ha. Thì con cover BT1250 rất là keng, thì mình vừa vệ sinh xong. Nắp rất là đẹp luôn, nước sơn green ha. Đây con này thường nhật về, rất là đẹp. Vẫn có một hai vết xước, không phải là xước ha, nó dạng cọ với nhau á. Đấy. Về độ đẹp thì rất là đẹp, rất là keng. Thì con này thường nhật về, còn tem siêu thị Nhật nè, BT1250. Đây dây nguồn green ha, chân vàng. Đây thì con này không số đó này, 1200W điện 100V ha, hàng mặt in USA. Đây BT1250 thì phía sau có cái nút chúng ta chỉnh cho quạt chạy nhanh hoặc chạy chậm ha. Đây là tổng thể phần phía sau này, rất keng. Đấy thì con này nó sử dụng 20 sò Toshiba xanh đèn lớn. Đây tổng thể nội thất ở đây nè, rất là mới. Hai cái tủ rất là dài này. Đây là cái phần tầng phô nguồn của nó. Nó là dạng giống như nguồn xung đó. Đây. Mỗi quế này nè, mỗi quế này là năm con xanh, 5 con đen và 4 con driver ha. 4 driver Motorola. Đây, rất là đẹp. Bộ mặt cực keng luôn. Hai cái quạt là trắng phao luôn. Rồi ví đối xứng cũng vậy ha, 4 driver và 5 xanh 5 đen. Đấy. Rất là keng. Đấy là tổng thể của chiếc bao ha. Thì chiếc bao này có công suất tiêu thụ điện, tiêu thụ điện là 1200W và công suất thật là lo để cho anh em chơi, để đánh lo là cho lo 8 ohm là 465W trên một kênh 8 ohm, rất là lớn ha. Và đối với 4 ohm thì nó là 625W trên một kênh 4 ohm. Đấy, đủ sức anh em chơi 2 cặp 20, 2 cặp 25, 1 cặp 30 và 1 cặp 40 vô tư. Đây rất là keng. Đây cái này giá về nó hơi cao chút xíu anh em ha, thì về cao bán cao, về thấp bán thấp. Thì con này đang giá là 11.500.000 cho con BT1250 cực đẹp này, rất là keng anh em. Nhìn linh kiện này sáng tròn, mặt mũi là không vết lông mèo lông chuột gì hết ha. Đấy cực đẹp luôn. Phù hợp anh em đánh những cặp Lobo, những cái cặp BMB hay là những cái cặp Seven Vega. Đấy, anh em vừa nghe nhạc vừa hát hò là vô tư trong cái tầm tiền thì rất là hay. 11.500.000. Rồi thì bây giờ em sẽ gắn dây vào em test cho anh em ha. Tất cả là hoạt động hoàn hảo và zin nguyên bản tuyệt đối cho anh em chơi. Đây rất đẹp ha. Đây thì con trước anh đã bán ha, con này chú ri khác anh em ha. Accessory đây 0021 đó. Trong đây vẫn có tem này ha, 0021 đây. Rồi anh em chào trong dây lắc. Đây thì em đã gắn dây kết nối vào ha. Đây em đang kết nối với cái ngõ 6 ly và đường lo ra và tín hiệu nhạc vào. Thì em bao thì em luôn test chai ha, từ nhạc, từ giải mã, từ TV xuống không qua rè, và em test chung với cái đôi lo Infinity. Rồi em sẽ mở nguồn lên. Đấy quạt rất là im anh em. Nó có hai chế độ quạt nè. Đây là đang chế độ quạt bình thường, không phát ra tiếng động luôn. Đấy khi chúng ta bật chế độ quạt nhanh, khi chúng ta quạt nhanh là khi anh em chơi những cái cặp lo cường độ lớn mạnh, nó sẽ cho máy nó nóng nhiều, thì anh em nên bật qua chế độ quạt nhanh ha. Đấy rồi đây là volume từng lo ha, cần dính một nấc.
rất là mạnh và rất quy lực và rất là sáng tiếng ha, rất là nảy chép và mít. Đấy. Đây em rút cầu lo là em test dàn đèn luôn cho anh em ha. Bao thì cover thì lúc nào em cũng test dàn đèn hết cho anh em. Đấy. Mở hết lên luôn nè. Đây thì tất cả đã hoạt động hoàn hảo và zin tuyệt đối. Rồi thì với giá là 11.500.000 em bao ship toàn quốc cho con bò cover rất là keng này. Vậy rồi, em xin kính chào anh em ha.